Hello anh em, Second Hand quay lại đây. Hôm trước thì buổi tối mình có lên chiếc xe này nha. Và hôm trước mình có khi mà về á, có lên buổi tối khui á. Thì hôm nay sau khi vệ sinh thì mình lên lại cho anh em tham khảo ha. Thì dòng này là dòng Panasonic. Đời của nó thì khoảng 2010. 2010 thì cũng là đời cao rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô chi tiết cho anh em tham khảo ha. Rồi, ok. Thì cũng giống như những chiếc trước thôi, thì chiếc này cũng là xe zin. Thì tất cả các bộ đồ của nó đều zin theo xe hết, mình không có độ chế gì hết. Ví dụ này phần yên nè. Đặc biệt là phần yên da này còn rất là đẹp. Đó, hầu như là mới khoảng hơn 95% luôn. Chỉ có một những vết xước nhỏ nhỏ thôi, chày thôi à, chứ không phải là xước, chày thôi đó. Mình thấy không, chày nhẹ thôi đó. Đây là dòng chữ Panasonic nè, yên này êm đúng nha anh em đó. Yên này yên da zin theo xe đó. Đây ba gà sao, ba gà sao này thì là cũng zin theo xe luôn. Này thì bằng inox cho nên là nó rất là sáng. Cái này gọi là vệ sinh vậy thôi, thật sự ra xe này chỉ rửa lại thôi chứ không có làm gì hết. Rửa lại là đẹp, khỏi cần phải làm. Đây, số cái tem nội địa Nhật nè. Đây nó có luôn cái số điện thoại nè. Không biết số điện thoại này để anh em nào mà muốn gọi thì mình gọi luôn ha. Đó, số đó. Gọi hỏi nó coi phải xe này xe Nhật không. À, đèn sau ha, hậu lái nè. Khi mà có chuyển động, mà mình chuyển động mình đi trên đường á thì cái đèn này nó sẽ chớp. Ban ngày thì mình thấy nó không được sáng vì đây là bóng led, nhưng mà ban đêm thì nó sáng lắm nha nè. Ví dụ như ban đêm thì nó cũng phát huy được cái tính năng là cũng hay, là giống như là xe Honda mình nó có cái đèn hậu lái á, để cho người ta đi phía sau mình người ta thấy người ta né. Đó. Rồi đây là phần đầm trong xe ha. Này thì đầm Shimano, đầm này thì khỏi bàn rồi. Xe nào thì mình cũng quay cái đầm này cho anh em xem hết rồi, cực kỳ chuẩn ha. Quay nhẹ cái thôi nó quay dòng tua nó cực kỳ nhẹ. Còn này là thắng bi ha, thắng bi này thì của Shimano. Cũng Shimano luôn. Đặc biệt thắng bi thì anh em xài nó bền, nó không có bị mòn giống như là thắng bố, thì cho cái tuổi thọ nó xài lâu hơn đó. Tốt hơn, chất lượng hơn, thắng cũng im hơn đó. Còn đây, đây là một cái điểm độc đáo trên những chiếc xe Bana. Thì ở cái chống á, ở cái chống của nó có một cái cọng dây nè. Đó, cọng dây này là cọng dây ăn lên cái cổ xe á. Đây đó, nó đi dài lên cái cổ xe nè, thấy không đó. Để làm gì? Thì khi mà mình gạt cái chống đứng xuống thì cái cọng dây này nó hoạt động giống như là cái cọng dây thắng vậy đó. Thì thay vì anh em bóp thắng thì cái này mình gạt cái chống xuống nè, cái lò xo này nó kéo nè. Đây ha, thì nó làm cho đây nè, đó thấy chưa, nó có cọng dây kéo xuống nè đó. Thì nó sẽ làm cho cái chống á, nó kéo cọng dây thắng xuống. Thì nó kéo cái cọng dây thắng xuống thì cái cổ của nó sẽ khóa lại ha. Đó, cái này thì dạng khóa của nó không phải là khóa 100%, mà là khóa chống đổ ngã thôi, khóa chống lật thôi đó. Đó. À, thấy không? Ví dụ như bây giờ mình để xe xuống nè. Đó, mình dựng xuống rồi nè. Đó, thấy chưa? Đó, mình dựng xuống nè. Thì cái cổ này nó hoạt động bình thường lại. Đó. Rất là hay. Thì cái này là thiết kế chống đổ ngã thôi. Đó. Khi mà mình chống lên lại nè ha. Đó. Đây. Đó. 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 Rất là hay.
Đó, ví dụ như mình đi chợ đồ này kia mình để đồ trên đây nhiều nè, ví dụ mình không để đồ thì cái cổ trước của mình để bình thường, nhưng mà mình khi mình để đồ nhiều nặng thì có thể là nó sẽ bị lật qua nữa, nó sẽ ngã xe ha. Còn có này rồi thì không có ngã, anh em để 10 kg, 15 kg, 20 kg, thậm chí 20 kg luôn cũng không ngã được, tại vì cái này nó đã có khóa lại rồi nè. Đó. Rồi về phần vành xe thì xe này thì vành inox ha anh em, câm thì câm inox luôn, vành này thì cũng vành inox. Cái này là mình chưa có chùi bóng hay là làm bất cứ cái gì ha, ví dụ anh em thích thì mình về mình chùi bóng lại thì nó còn đẹp hơn nữa ha. Cái này thì mình chỉ rửa thôi để cho anh em thấy được cái độ đẹp của chiếc xe thôi. Đó, còn đây là câm nè, sơn ha, phần sơn nè. Đó, sơn xe, sơn xe cũng còn rất là ngon nha anh em. Nói chung thì thật sự ra người Nhật thì người ta không sử dụng xe giống mình đó, là chủ yếu là người ta xài để đi tới đi lui rồi này kia, để người ta đi làm những cái nơi mà gần gần, người ta đạp gần gần thôi, người ta không có chạy nhiều giống mình. Đặc biệt thì đường xá của người ta thì nó chuẩn rồi, thứ nhất là không có bụi bặm, thứ hai thì nó không có đất đá, nó không có gồ ghề giống như đường xá ở Việt Nam mình, cho nên là chiếc xe hầu như là còn mới khoảng từ 90%, chứ không ít, thường thì là khoảng 90%. Còn chiếc nào xấu xấu thì nó tệ hơn, là do không phải là người ta sử dụng nhiều mà là người ta không sử dụng nữa, người ta để ngoài nắng mưa thôi ha. Nắng mưa thì nó cũ thôi, nó xuống đó. Rồi đây cho anh em tham khảo lại ha, cọng dây này thì nó có hơi nứt nứt một xíu nè, nhưng mà ngoài cái lớp vỏ nhựa này thì ở bên trong nó còn một cái lớp lò xo nữa nha, cho nên cái này nó không ảnh hưởng gì hết, nói chung là không ảnh hưởng gì, bình thường đó. Khi là mình do mình dựng ngoài nắng thì nó sẽ bị nứt thôi. Rồi khóa đây ha, khóa này khóa zin trên xe nha. Khóa này thì anh em lưu ý là khi mà đây, khi mà mình khóa lại thì mình mới rút chìa khóa được nha. Đó. Còn nếu mà mình không khóa thì mình không thể nào rút chìa khóa được đâu nha. Đó. Khóa lại, khóa lại thì mình rút chìa khóa này. Đó. Cắm vô cục pin, mình gỡ cục pin ha. Chìa khóa này thì thường thì mình về xe thì mình chỉ còn một chìa thôi, lâu lâu mới được một hai chiếc thì nó có nhiều chìa, cho nên là anh em sợ lạc mất đó, thì mình cứ cầm cái chìa zin này mình ra mình cắt thêm một cái chìa phụ nữa ha, rồi mình cất cái chìa zin này để dành, lỡ có mất thì vẫn còn một cái chìa secure. Này ý kiến cá nhân mình thôi, anh em nào muốn làm thì làm, không làm thôi, tại vì làm cái khóa này cũng không có bao nhiêu tiền hết, để mất công lỡ mất cái khóa cái bắt đầu cái mình phải đập nè, gỡ cái này ra nè, nhớ lại mất zin cái xe của mình. Rồi đi tới phần lốc máy ha, đây là phần lốc máy nè, lốc máy này cũng vậy nữa nè, mình chỉ rửa thôi chưa có vệ sinh gì hết, anh em nào mà xài xe kỹ thì mình về mình vệ sinh lại thì rất là đẹp ha. Đó, anh em nhìn về là mình đủ biết rồi, tại vì cái độ mới của cái máy này thì nó còn xanh xanh luôn nè, đó anh em thấy không, người ta kêu bằng còn màu đó, nó giống như cái miếng đỡ cái bánh xe trong cũng vậy nè, thấy không, còn rất là mới. Đó. Cái máy này là máy nhôm nha anh em. Nè thấy không? Cùi dĩa nè. Cùi dĩa trong nó còn màu luôn nè, xanh xanh nè, thấy không? Ánh xanh xanh nè. Thường thì người ta kêu bằng ốc tán còn màu đó. Đó, cho anh em xem. Hôm nay quay cận cảnh cho anh em xem ha. Còn giò đạp đây ha, giò đạp zin nè. Đó, cây giò đạp đó. Ở ngoài thì anh em nhìn thấy nó lực lưỡng ha, nhiều khi trong hình thì nhìn không bằng ha. Đây Medan zin nè, chữ Panasonic nè, hầu như là còn nguyên bản luôn á, chày chỗ này là do quá trình vận chuyển rồi này kia thôi anh em ơi. Đó. Cái này thì mình không có tránh khỏi tình trạng đó, nhưng mà
còn rất là ngon, không có bị gì hết. Nè, mình quay thử cái cùi dĩa cho anh em xem ha. Đó. Nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Đó. Mình chỉ cần tác động nhẹ cái là nó quay dù dù rồi. Đó. Đó, thấy không? Đó. Rồi hướng dẫn cho anh em luôn nè, sẵn đây, quên nữa. Cái yên này nè, nếu mà anh em cảm thấy nó nhõng về trước quá thì mình dặn ốc này nè, mình gập nó xuống ha. Chỗ này tăng chỉnh cao thấp thì chắc anh em biết rồi. Đó, gập nó xuống theo cái ý của mình thôi. Mình muốn đi, mình cảm thấy mình ngồi sao mà để cho nó thoải mái mình thì mình chỉnh lại ha. Con ốc này trên đây còn cái đồ đậy nữa nè. Đó, anh em muốn dặn thì gỡ cái đồ đậy này ra. Đó, rồi. Đây. Đây là tem nội địa Nhật đây. Đó. Anh em nào biết tiếng Nhật thì dịch chơi ha, mình thì không biết rồi. Ai dịch được dịch, dịch không được thôi. Không quan tâm thì dịch, không quan tâm thôi. Màu xe này là màu màu nâu cà phê nha anh em. Cà phê sữa hơi giống như nét cà phê vậy. Cà phê nét đó. Nói vậy đi cho anh em dễ hình dung. Đây. Số cái tem nội địa Nhật đây. À, Panasonic nè. Lithium VVDX. Còn đây về trước nè ha, inox. Về trước inox nè. Chứ mình cũng chưa có chùi rửa gì hết, chỉ rửa sơ sơ thôi. Giờ anh em mua cà na về đánh lại một cái nữa thì xe này đẹp muốn xỉu luôn. Chày nè anh em ha, xe này thì bắt buộc mình phải chịu chày thôi chứ không có đường nào mà không chày hết. Đây phần trên đây ha, Botagin còn Panasonic đây ha. Bán điều khiển nè. Đó. Thì xe này thì nó cũng vậy thôi, nó cũng phải có ba cái tốc độ trợ lực ha, nhẹ vừa mạnh, tương ứng với ba cái tốc độ trợ lực nhẹ thì mình đi được cái số pin của nó lâu lâu nhất. Ví dụ như bình thường là mình đi trợ lực mạnh thì mình đi được khoảng 30 cây đi, thì đi trợ lực nhẹ thì nó lên tới khoảng 50 cây luôn á, tùy theo mình sử dụng thôi. Ví dụ như không cần thiết lắm thì mình chỉnh trợ lực nhẹ thôi, tại vì thật sự ra cái xe Panasonic này nó trợ lực rất là tốt. Anh em cảm nhận được là ví dụ như khi mà mình dừng xe thôi, mình để cái chân lên bàn đạp thôi là tự động có cái lực nó đẩy mình tới luôn. Nói chung là rất êm. Bana này thì thôi khỏi chê à. Xe về thì mình hầu như chiếc nào mình cũng lấy mình đi thử cà phê hết, cho nên là dám khẳng định với anh em luôn à, rất ngon. Đây đó. Yên này là yên xin ha, rất là đẹp. Đó, đây cạc te nè, cạc te zin nè, đó ha, cùi dĩa nè, đó. Chung là còn đẹp lắm. Đó. Đây bên đây là cầm tay số ha, có ba tốc độ nè, nhẹ nè, vừa nè, nặng đạp nè. Nặng đạp thì đưa cái xe mình đi nhanh hơn thôi, nhẹ đạp thì mình đạp nhẹ nhưng mà xe không đi. Số giống như xe Honda mà thôi. Đó. Cầm này là của Nesut nha anh em. Nesut. Rồi đây là cái rổ nè, xe này thì gắn cái rổ zin của Nhật nha, cho nên là anh em thấy cái cộng inox của nó nè. Đó. Bao anh em luôn, này là inox đặc 100% nha. Rồi anh em nào không tin thì lấy cưa cưa thử thì biết liền ha. Rồi với lại xe này được vô cái rổ này nó quá êm luôn, rổ vừa bự mà vừa đẹp nữa. Đó. Đây là mình để cái nón bảo hiểm như cho anh em tham khảo thử nè ha. Đó, ví dụ như đây là nón bảo hiểm để trên chiếc xe đạp nè, để mình lấy mình bỏ qua xe Honda cho anh em thêm thử là mình biết cái rổ này nó bự và lớn nha. Rổ này là bự mà đẹp nữa, bự mà nó có duyên, nói chung là cái rổ này có duyên. Cái rổ đây, còn đây là rổ xe Honda nè. Đó, thấy không?
bự hơn cái rổ xe Honda luôn. Đó, rồi. Đây, đèn zin Panasonic 6 bóng. Chóa chánh giữa. Sáng không thua gì đèn xe Honda nha anh em. Đó. Em bật lên cho anh em coi nha. Ban ngày thì nó không thấy sáng dữ đâu. Đó. Nhưng mà nhìn là biết rồi. Bình thường xe người ta có 1 bóng led à, xe này 6 bóng. Một bóng làm sao mà chọi với 6 được. Đó. Đây, di động đây. À. Đây, đây đó. Rồi, thì cho anh em xem lại một lần nữa nha, tổng thể chiếc xe để anh em đánh giá. Chung xe đẹp thì khó kiếm chứ không dễ đâu anh em ơi, khó lắm. Chung là anh em nào biết chơi thì mình không nói rồi, anh em nào không biết chơi thì có nói đi chăng nữa thì cũng giống như là không nói thôi. Đó. Rồi, xe này thì mình có tại nhà nha, anh em nào gần nhà thì qua xem, còn anh em nào ở xa thì mình có thể gửi thêm hình cho anh em tham khảo. Rồi, số điện thoại liên lạc của mình là 089 883 1234 ha, mình là Phúc. Số điện thoại của mình có xài Zalo, anh em nào mà thích hoặc là muốn liên hệ mua bán gì đó thì liên hệ qua cái số Zalo của mình. Thì hầu như là mình cũng online khoảng 15/24 rồi, cho nên là bất kỳ giờ nào anh em nhắn tin thì mình thấy thì mình sẽ trả lời lại cho anh em ha. Thì ngoài dòng xe này ra thì mình cũng còn rất là nhiều dòng xe, cho nên anh em kiếm xe nào mà đi trợ lực zin thì cứ alo cho mình, nếu mình có xe nào thì mình gửi cho anh em xem xe đó. Còn đối với dòng trợ lực như Yamaha hoặc là Bana mà trợ lực giống vậy thì hầu như lúc nào mình cũng có xe sẵn hết, cho nên là anh em cứ liên hệ, hết chiếc này thì mình còn chiếc kia ha. Rồi, mình cũng nhắc lại là cận Tết rồi thì anh em cứ xem xe thì qua Tết, nếu mà ưng thì qua Tết thì mình bắt đầu chuyển ha. Rồi thì cũng nhân đây cũng cảm ơn toàn thể anh em trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ cho Second Hand. Thì chúc anh em một năm mới thật nhiều sức khỏe, tấn tài tấn lộc tấn phát. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại.